Đây là Henri Navas, vị tổng chỉ huy thứ 7 của quân đội viễn chinh Pháp tại Đông Dương. Một viên tướng miễn cưỡng nhận chức tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp mà chưa hiểu biết gì về Đông Dương. Một vị tướng bị ép buộc lãnh sứ mệnh tìm lối thoát danh dự cho nước Pháp. Một vị tướng phải gánh lấy gánh nặng của một cuộc chiến sai lầm. Các ông tướng trước kia là để cho trên đất nước Việt Nam cho Pháp một cái thế chiến lược, tức là bị động. Làm thế nào để tăng cường được số quân lên Đông? Làm thế nào để mà nới rộng cái quyền hành cho cái chính phủ Ngụy Nhị? Tuy phải đối mặt với không ít thách thức, nhưng do được đào tạo về quân sự rất bài bản, Navas biết cần phải làm gì để lật ngược tình thế. Và đây là kế hoạch của Navas. Xương sống của kế hoạch này là xây dựng một cái đạo quân chủ lực, đội quân cơ động chủ lực tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ để có thể ứng phó với bất kỳ cuộc tiến công nào trên các hướng của chúng ta. Những hình ảnh này cho thấy kế hoạch Navas không còn nằm trên giấy. Ngày 17 tháng 7 năm 1953, Pháp tiến hành cuộc hành binh Con Nhạn đánh vào Lạng Sơn. Ngày 12 tháng 8 năm 1953, Pháp cho quân rút lui an toàn khỏi Na San. Ngày 15 tháng 10 năm 1953, cuộc hành binh Hải Âu và Bồ Nông đánh vào Tây Nam Ninh Bình và Thanh Hóa. Dường như Navas đã thực hiện đúng khẩu hiệu của mình từ khi nhậm chức. Đó là luôn luôn chủ động, luôn luôn tiến công. Về phía Việt Nam, phương châm tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt cũng được đưa ra. Cuộc cờ của hai bên đều muốn giành quyền chủ động trên chiến trường đi vào thời điểm gay go nhất. Như vậy, bằng những cuộc hành binh dồn dập trong chiến cuộc Thu Đông 1953, dường như Navas đang khởi động cho giai đoạn 1 của kế hoạch mang tên mình. Tuy nhiên, có một câu hỏi được đặt ra. Rõ ràng Navas đã có chủ trương trong giai đoạn 1 thì sẽ tiến hành bình định Nam Bộ. Nhưng trên thực tế thì các hoạt động quân sự đầu tiên lại diễn ra trên chiến trường Bắc Bộ. Phải chăng tướng Navas đang tự mâu thuẫn với chính mình? Hay phía sau những mệnh lệnh quân sự, viên tướng này đã có những tính toán khác thường? Hay những cuộc chuyển quân của các đơn vị chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên các chiến trường Đông Dương đã buộc tướng Navas phải bị động đối phó? Đây là tương quan so sánh cán cân quân sự giữa Pháp và lực lượng kháng chiến trên một số chiến trường ở Đông Dương trong năm 1953. Những con số này là chìa khóa giúp hé mở cánh cửa tìm hiểu mục đích thực sự của các cuộc hành binh dồn dập mà Navas thực hiện. Như vậy, nhìn về đại cục, binh lực Pháp ở Đông Dương gần gấp rưỡi lực lượng kháng chiến của ba nước Việt, Miên, Lào. Tuy nhiên, đông không có nghĩa là mạnh. Số lượng chưa hẳn đã đi cùng với chất lượng. Lính Pháp đông đấy, nhưng mà nó là cái lính chôn chân, cái lính mà để mà đóng từng thành đồn bốt để mà để bình định, chứ không có cái lực lượng cơ động để mà tông nhau. Chính Navas so sánh là Pháp 6 ta 9. Mà đó là nó cũng phản ảnh lên một cái sức mạnh của chiến tranh nhân dân của ta. Sức mạnh chiến tranh nhân dân của ta là chúng ta là có thể là kìm chân địch mà có thể là ngọt dưỡng cái vùng đồng bằng. Chủ trương xuyên suốt của kế hoạch Navas là phải tập trung xây dựng lực lượng cơ động chiến lược. Thế nhưng, lực lượng này sẽ ở đâu ra khi Bộ trưởng Tài chính Pháp tuyên bố sẽ không chi một xu cho kế hoạch Navas. Vì lẽ đó, viên tướng này buộc lòng phải giật gấu vá vai ngay trong lực lượng viễn chinh ở Đông Dương. Trong hoàn cảnh này, những vị trí đồn trú vô nghĩa buộc phải cho triệt thoái. Con người Navas ấy vì là một tướng lục quân, lại là người hoạt động tình báo lâu năm, và Navas muốn phát triển cái sở trường của mình là nghệ thuật nghi binh. Như thế là nhảy dù xuống Lạng Sơn để nghi binh, nhưng thực chất sang Tam Tám là giúp Nà Sản. Việc giúp Nà Sản để cho đối phương là hiểu rằng Navas nhìn bên ngoài là không chú ý đến chiến trường đến Tây Bắc, không chú ý đến Thượng Lào, nhưng mà thực ra thì buộc phải rút khỏi Nà Sản thôi. Toàn bộ cái vùng Tây Bắc rộng lớn thì chúng ta đã giải phóng, thì Nà Sản nằm như là một cái điểm chơi vơi lọt thỏm vào cái khu vực vùng giải phóng của chúng ta, cho nên nó không có cái ý nghĩa gì nhiều về mặt chiến lược nữa.
Trong khi đó thì Pháp hàng ngày phải có cái cầu hàng không đưa lương thực, đưa vũ khí, đưa quân lên chủ yếu bằng cái đường hàng không chứ không phải bằng đường số 6 như hiện nay. Cái điều đó là cái điều gây cho Pháp rất nhiều bất lợi. Bởi vì chúng ta không đánh vào đấy nữa thì Pháp co cụm ở đấy làm gì? Mà cũng đấy cũng không phải là cái nơi để thu hút chủ lực đối phương vào để tiêu diệt nữa. Vì chúng ta cuối năm 1952 chúng ta đánh đã không thành công thì chúng ta không đánh nữa. Nava và các tướng lĩnh Pháp nhận thấy là để nuôi cái tập đoàn cứ điểm này mà nó lại không mang lại cái giá trị gì về mặt quân sự thì nó rất vô nghĩa. Chính vì thế cho nên là Nava quyết định rút bỏ Na Sa. Đánh giá một cách khách quan nhất, kế hoạch này của Nava đã thu được những thành công nhất định. Trong hồi ký của mình sau này, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã bình luận: "Một tin hoàn toàn bất ngờ, địch đã khéo nghi binh đánh lừa ta. Nava giành thắng lợi đầu tiên bằng một cuộc rút lui." Bây giờ mà nhìn lại cái sản phẩm đấy, thì đúng là nó quá thành công chứ. Vì nó đánh nhảy dù, nó phá cái cách của mình cả Lạng Sơn, thì nó có cái bất ngờ, nó có làm cái bất ngờ. Mà rút tài sản thì họ có rút được về. Thì về cái đó, thì về cái mục tiêu chiến thuật đấy, thì là Pháp làm thành công. Nhưng về cái chiến lược mà chung đó, thì sau cái Lạng Sơn thì đâu lại vào đó. Thì là mình Lạng Sơn là vẫn là mình vẫn kiểm soát, mình vẫn là vẫn là gây được sức ép. Rồi lại Na Sản nữa, thì anh lại rút khỏi Na Sản đi, lại mình lại càng rộng mở ra. Đúng như vậy, trong khi Pháp đang bề bộn với kế hoạch đánh phá của mình, thì giữa năm 1953, các đại đoàn chủ lực của Việt Minh tập trung vào việc học tập chiến thuật công kiên và vận động chiến, chuẩn bị cho kế hoạch tiêu diệt địch trong đông xuân 1953-1954. Chúng tôi là các đại đoàn chủ lực của bộ thì được chỉnh huấn chính trị và chỉnh huấn quân sự. Trong chỉnh huấn quân sự thì tập trung hai hình thức chiến thuật. Một là vận động chiến và hai là công kiên chiến. Về vận động chiến thì các đại đoàn chủ lực đã đánh được những trận rất lớn, thắng to như là chiến dịch biên giới, tiêu diệt hai binh đoàn Le Page và Charton. Nhưng mà về công kiên chiến thì chỉ mới đánh được một tiểu đoàn địch trong công sự vững chắc mà thôi. Còn tập đoàn cứ điểm là chưa có khả năng tiêu diệt. Như thế là đến đầu năm 53, mùa hè năm 53 chúng tôi mới tập công kiên chiến. Nhưng mà cũng không vượt ra ngoài cái khả năng tiêu diệt từng tiểu đoàn địch trong công sự. Cụ thể là trong huấn lệnh muốn nói là chúng ta là không những là học, thấu triệt những cái kỹ năng mà phải biến thành cái hành động là uyển chuyển thành thục kỹ năng. Không chỉ là giỏi đánh ngày mà còn phải giỏi cả đánh đêm. Không chỉ là giỏi đánh trên bộ mà đánh cả là quân trên bộ mà có cả phi phạm. Đấy là những điểm mà người chiến sĩ, người cán bộ của các đại đoàn và các binh khí thuần thục. Đấy là cái chuẩn bị theo tôi rất cơ bản. Cho nên là chính là cái nắm quyền chủ động, đây là phía quân đội nhân dân Việt Nam. Sau thời gian học tập, bắt đầu vào mùa khô, các đơn vị đều nóng lòng chờ lệnh lên đường. Nhưng đánh địch ở đâu khi mà mục tiêu Na Sản, địch đã rút? Suốt tháng 8 năm ấy, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra trong tâm trí vị Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam. Như vậy thì đã rõ, việc tướng Nava cho rút quân khỏi Na Sản là để cắt giảm những phí tổn vô ích trong vị trí không còn ý nghĩa chiến lược. Nhưng quan trọng hơn nữa là lực lượng tinh nhuệ của Pháp sẽ được điều động về đồng bằng và tăng thêm sức mạnh cho khối chủ lực đang được hình thành tại đây. Phía Việt Nam đã bị bất ngờ, nhưng bất ngờ không có nghĩa là bị động. Ngay sau khi Pháp rút quân khỏi Na Sản, thì Tổng Quân ủy Quân đội Nhân dân Việt Nam trao nhiệm vụ cho Bộ Tổng Tham mưu nhìn lại toàn cục, nghiên cứu một kế hoạch mới. Và đúng như Tổng Chỉ huy Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói, mùa khô 1953-1954 mới chỉ bắt đầu. Lán Tìm Keo bên đèo Re dưới chân núi Hồng trong an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên. Nơi đây một ngày đầu tháng 10 năm 1953,
Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đã có buổi họp quan trọng bàn về việc đối phó với kế hoạch mới của Pháp và vạch ra hướng tấn công trong mùa khô tới. Tham dự buổi họp có Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng. Vì trước cái tình hình mà địch cứ tập trung vào lực lượng mạnh như thế mà nó cũng chưa có ý định hành động thật sự mà mới tuyên bố là sẽ giành chủ động, thì lúc đấy đại tướng báo cáo xong thì bác Hồ nghe, và bác nghe rất chăm chú, và cái bàn tay của bác đặt ở trên bàn thì giơ lên thế này và nắm lại, thì bác chỉ vào cái quả nắm này và nói rằng địch tập trung lực lượng để tạo thế mạnh, không sợ ta bắt nó phân tán ra thì sức mạnh đó không còn. Chính nhằm mục đích xé lẻ khối cơ động của Pháp nên Bộ Tổng Chỉ huy Việt Minh quyết định sẽ có 3 hướng tấn công chính trong mùa khô năm 1953. Hướng chính Tây Bắc, Trung Lào, Hạ Lào và hướng Tây Nguyên. Hướng phối hợp Trung Du, Đồng Bằng Bắc Bộ. Nava tập trung phần lớn quân ở Đồng Bằng Bắc Bộ, thành lập khối cơ động chiến lược như tôi đã nói rồi. Thì chủ trương của Bộ Chính trị, của Tổng Quân ủy, Bộ Tổng Tư lệnh của chúng ta là phải phá cái khối cơ động chiến lược đó. Phá bằng cách nào? Chúng ta mở các cuộc tấn công trên các hướng. Mục tiêu đề ra là xé lẻ cái khối cơ động quân Pháp ở Đồng Bằng Bắc Bộ. Rất nhanh chóng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đưa ra kế hoạch bố trí binh lực để thực hiện kế hoạch đề ra. Hướng chính Tây Bắc, bước đầu sử dụng đại đoàn 316 tiêu diệt địch ở Lai Châu, giải phóng hoàn toàn khu Tây Bắc. Bước thứ hai, phối hợp giữa đại đoàn 316 với trung đoàn 148 ở khu Tây Bắc, bộ đội tình nguyện và quân giải phóng Pathet Lào giải phóng tỉnh Phong Sa Lì. Hướng Trung Lào và Hạ Lào, lực lượng gồm trung đoàn 66 của đại đoàn 304, trung đoàn 101 của đại đoàn 325 đánh thông hành lang Nam Bắc Đông Dương. Hướng Tây Nguyên, hai trung đoàn 108 và 803 của chủ lực liên khu 5 sẽ chiếm bàn đạp Bắc Tây Nguyên để phá tan âm mưu bình định miền Nam của địch. Hướng phối hợp Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ, đại đoàn 320 và các trung đoàn chủ lực của liên khu 3 sẽ chiến đấu thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch. Khối chủ lực còn lại gồm các đại đoàn 308, 312, 304, đại đoàn công pháo 351, trung đoàn 246 bí mật giấu quân tại Trung Du, sẵn sàng cơ động lên Tây Bắc và đánh địch tiến công ra vùng tự do. Riêng đại đoàn 325 thiếu trung đoàn 101, để lại trung đoàn 18 hoạt động ở Bình Trị Thiên, trung đoàn 95 ra Nghệ An chỉnh huấn làm lực lượng dự bị cho bộ, sẵn sàng cơ động trên các hướng. Đây là lần đầu tiên phía Việt Nam hình thành một kế hoạch tác chiến phối hợp, quy mô diễn ra hầu hết trên bán đảo Đông Dương, nên ta tin rằng sự bố trí binh lực của Nava trên chiến trường Đông Dương sẽ bị đảo lộn khi các kế hoạch này bắt đầu được triển khai. Nhưng một lần nữa, khi kế hoạch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa được triển khai, thì Nava nhanh chóng ra tay trước. Như vậy, Tổng Quân ủy Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có một kế hoạch lâu dài về mọi mặt để đối phó với kẻ địch trên toàn bộ chiến trường Đông Dương. Về hướng hoạt động thì lấy Tây Bắc là hướng chính, các hướng khác là phối hợp. Hướng chính hiện nay thì không thay đổi, nhưng trong hoạt động thì có thể thay đổi. Phép dùng binh là phải thiên biến vạn hóa. Đấy chính là kết luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi kết thúc cuộc họp bàn về chiến cuộc 1953-1954 tại tỉnh Keo năm đó. Và bây giờ, khi quân đội Pháp thực hiện hai cuộc hành binh Hải Âu và Bồ Nông đánh vào vùng tự do của ta ở Tây Nam Ninh Bình và Thanh Hóa, chính là lúc để chúng ta thấy được tài dùng binh thiên biến vạn hóa của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Nhìn vào biểu đồ so sánh binh lực giữa Pháp và Việt Nam ở vùng Tây Bắc, Thượng Lào và vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh, liên khu 4 có thể thấy, cán cân ở hai khu vực này không khác nhau là mấy. Tuy nhiên, một khu vực thì Nava cho rút quân, một khu vực thì Nava xua quân tiến đánh. Vậy nguyên nhân nào khiến viên tướng này có hai cách đối phó khác biệt với những khu vực có cùng một nét tương đồng về thế bố trí binh lực?
Những hình ảnh sinh động này có thể thay lời giải thích cho việc quân đội Pháp tiến công vào vùng tự do của ta ở Ninh Bình và Thanh Hóa. Theo một kế hoạch định sẵn, cuối tháng 10 năm 1953, Quốc hội Pháp họp về bàn ngân sách chiến tranh Đông Dương. Và sau đó, đầu tháng 11 năm 1953, Richard Nixon, Phó Tổng thống Mỹ, sẽ có cuộc kinh lý tới Đông Dương để đánh giá hiệu quả của viện trợ Mỹ. Rõ ràng, những tiến triển trên chiến trường Việt Nam sẽ có tác động quyết định đến kết quả của những kế hoạch đó. Nava muốn chứng tỏ với lại cái chính giới của Pháp là Nava đang hoạt động triển khai kế hoạch của mình và mời được Tổng thống Mỹ đến, Phó Tổng thống Mỹ Richard Nixon đến Ninh Bình để chứng tỏ rằng là cái viện trợ của Mỹ là Nava đã phát huy có hiệu quả. Đấy là cái mục tiêu nhắm tới của Nava. Nava biết đây không phải là cái trận chiến lược, nhưng trước khi đi tới trận chiến lược phải có những trận mở đầu. Đấy là cái ý định của người cầm quân của Nava. Dĩ nhiên, trong tính toán của Nava, các cuộc hành binh đánh vào vùng tự do của Việt Minh sẽ có nhiều tác dụng hơn thế. Bằng một mũi tên, viên tướng này muốn bắn trúng nhiều đích. Nava cho rằng cái vùng Nho Quan, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa đấy là một trong những cái địa bàn quan trọng về mặt chiến lược. Đó là phía bắc của vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh. Đó là bàn đạp, cơ sở kháng chiến, lực lượng mà Liên Khu 3 sơ tán vào khu vực này. Cho nên Nava có ý định là đánh vào đây thăm dò. Trong đó, một là để xem cái lực lượng ta hiện nay ở đâu. Ở đây Nava biết là ta có cái sư đoàn 320, đại đoàn đồng bằng của ta ở đây, và một bộ phận của sư đoàn 304. Thế thì Nava cũng muốn đánh vào khu vực này thăm dò lực lượng và để nếu có điều kiện thì đánh gục đại đoàn 320 của ta và thu hút cái chủ lực ta về đây. Thế đó là cái lý do mà bên ngoài thì họ nói không đánh lớn, nhưng họ lại làm rầm rộ là đánh lớn, là đây là một cái mẹo, một cái âm mưu, một cái thủ đoạn trong chiến tranh. Đây là hình ảnh mà tướng lĩnh Pháp đã mong đợi và nó đã trở thành sự thật. Phó Tổng thống Mỹ Nixon hiện diện ở Ninh Bình để thị sát hoạt động quân sự của Pháp ở Đông Dương. Tuy nhiên, có lẽ tướng lĩnh Pháp đã không cho ông ta biết để đảm bảo an ninh cho vị thượng khách tới từ Mỹ. Tư lệnh Bắc Bộ là tướng René Cogny đã giải quân suốt dọc đường số 1 từ Ninh Bình đến Đền Gành. Các cuộc hành binh Hải Âu và Bồ Nông được Pháp tuyên truyền ầm ĩ là những cuộc hành binh lớn nhất chưa từng có từ thời Leclerc. Thực tế, phía Pháp đã huy động tới 22 tiểu đoàn cơ động cho những chiến dịch này. Thế nhưng, hiệu quả của các cuộc tấn công vào đồng bằng này tới đâu? Hai bên thì có những cái giao chiến và Nava cũng đánh chiếm được một số khu vực. Trong đó, cả dưới Nho Quan, rồi cả dưới Phát Diệm, rồi Nho Quan, rồi là cái vùng Nga Sơn Thanh Hóa. Và cũng càn quét vào các cái kho tàng, các cái công binh xưởng của ta ở Ninh Bình. Đấy thì hiệu quả kinh tế là cũng có. Nhưng mà về mặt chiến lược, về mặt ý đồ chiến dịch thì Nava thất bại. Nava vẫn không phát hiện được hướng tiến công của ta. Nava không đánh gục được đoàn 320 của ta. Và cũng không chiếm được những cái vùng rộng lớn như ý định của Nava. Tại sao những nỗ lực rất lớn của Pháp lại chỉ thu về được những kết quả khiêm tốn như vậy? Những hình ảnh này sẽ là câu trả lời. Tuy đồng bằng Bắc Bộ là nơi quân Pháp tập trung lực lượng đông nhất và mạnh nhất, nhưng để thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã phát huy những cách đánh sáng tạo, mưu trí, gây cho Pháp những tổn thất lớn ngay ở lòng hậu phương của quân địch. Chúng tôi mỗi người một nhiệm vụ. Như anh Hoàn thì anh cũng đã phải đi cắt tóc hoặc là giặt là. Có bạn thì phải vào làm bồi, quét nhà, đun nước cho Tây. Có bạn thì theo dõi để làm sao cắt được cái mạng dây điện thoại của địch. Riêng tôi thì được phân công đến khu vực đình theo dõi cái tình hình địch đi về để có một số liệu thông tin báo cho các anh qua hòm thư bí mật. Chính những hành động này đã khiến cho vùng đồng bằng trở thành một tấm bản đồ lên sởi trong con mắt tướng lĩnh Pháp. Cũng vì thế, kế hoạch mà Nava đề ra không thể đạt được mục tiêu như mong muốn. Thâm tâm của Nava là muốn là
2 năm bất động. Nhưng mà có phải là Nava bất động thì mình vận động chứ, mình lại càng động chứ, chứ có phải là mình cũng ngồi yên đâu. Để thế thì nó mà cái rất thì gay. Là tuy rằng anh định như thế nhưng mà anh lực bất tòng tâm, anh không làm được, đối phương cứ đánh anh. Thế thành vì thế là anh phải mở những chiến trận này ra, mở những chiến trận. Đó là cái kiểu mà chúng ta gọi là tấn công là phòng ngự. Về cái đồng bằng, sông Hồng đấy, là anh đánh đi, đánh để mà phòng ngự. Anh đánh không có thì Việt Minh họ sẽ đánh anh. Thế Nava có một cái lúng túng như vậy. Mà cái lúng túng này nó xuất phát là cái vấn đề là mình chủ động trên chiến trường. Mình là cái chiến tranh nhân dân của mình. Cái hay của mình nó làm nó đảo lộn cái dự kiến của Nava. Chứ không nói là cái kế hoạch của Nava thì nó hơi to quá. Mà chính là cái chủ trương của Nava là mình làm đảo lộn cái tất cả. Có thể nó phối đảo, làm lộn tùng phèo như là báo chí Pháp họ nói như thế. Anh muốn yên mà đúng không? Không để cho anh yên. Như vậy, bằng việc phân tích các quy luật chiến tranh, Bộ Tổng Chỉ huy mà đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nắm được bản chất âm mưu của thực dân Pháp và có những phương án đối phó. Nhờ vậy, đã giảm thiểu được thiệt hại của các cuộc tấn công mà Nava tiến hành. Nava thì muốn là đánh, luôn luôn muốn thể hiện là sau khi đã xây dựng được cái lực lượng cơ động đồng bằng Bắc Bộ rồi thì phải có cái hoạt động để chứng tỏ là đang giành được cái thế chủ động. Mở cuộc hành binh Hải Âu đánh vào phía Thanh Hóa, Ninh Bình đấy, cũng lại để thể hiện cái việc là chúng tôi chủ động đây, đấy, quân đội Pháp đã giành được cái chủ động đây, không phải chỉ hoạt động ở Nam Bộ và Trung Bộ nữa mà đã có những cái hoạt động cụ thể ở miền Bắc. Nhưng mà nhìn tổng thể chung đây là những cái hoạt động nằm trong cái thế bị động của Pháp. Nhìn bề ngoài thì ta nghĩ rằng, người ta tưởng rằng là phía Pháp, Nava đang dẫn dắt cuộc chơi bằng cái việc là đổ bộ xuống Lạng Sơn, bằng cái việc rút khỏi Na Sản, rồi tháng 10, tháng 11 là đánh ra Ninh Bình, Thanh Hóa. Nhìn những hiện tượng như thế thì dễ tưởng thấy là Nava đang chủ động dẫn dắt cuộc chơi. Nhưng mà thực chất không phải như thế. Những cái hoạt động thăm dò của đối phương đã chứng tỏ rằng là phía quân đội nhân dân Việt Nam đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong khi Nava có hoạt động như thế thì phía quân đội nhân dân Việt Nam chỉ chuẩn bị hoặc sẵn sàng một lực lượng nhỏ đối phó tại chỗ. Còn lực lượng chính là những đại đoàn 308, đại đoàn 304, đại đoàn 312, đại đoàn 316, đại đoàn 320. Và chưa kể những lực lượng binh khí kỹ thuật khác thì đang chuẩn bị cho một cách đánh mới. Bằng việc sử dụng lực lượng tại chỗ để đối phó với các cuộc tấn công của quân đội Pháp ra vùng tự do, Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bảo toàn được lực lượng chủ lực của ta, làm thất bại âm mưu đánh thăm dò của Pháp. Và đây là cơ sở quan trọng để thực hiện các bước triển khai kế hoạch tác chiến thu đông năm 1953. Quân Pháp đã không thể yên ổn tại nơi tập trung binh lực mạnh nhất. Tuy nhiên, nơi đây thì lực lượng của Việt Nam cũng chưa thể đương đầu với quân đội Pháp để tiến hành những trận đánh then chốt. Và tướng Nava vẫn còn nhiều cơ hội để lật ngược lại thế cờ. Trong căn phòng làm việc nhỏ bé có máy điều hòa tại Sài Gòn, tướng Nava mất hàng giờ nghiên ngẫm những thông tin về cuộc hành quân của đối phương. Những sĩ quan có trách nhiệm khác như tư lệnh Bắc Kỳ Cô Nhi, quan cai trị xứ Thái đại tá Rainer, tư lệnh quân Pháp tại Lào Krevaker cũng đều suy nghĩ về những bước chân của bộ đội Việt Minh. Từ tháng 11 năm 1953, một số đại đội của đại đoàn 316 từ Thanh Hóa di chuyển dần lên Tây Bắc. Một số đơn vị khác của đại đoàn này xuất phát từ Điện Biên Phủ và Sầm Nưa. Mùa chiến dịch của Việt Minh chính thức bắt đầu. Mặc dù cái năm ấy là lúc ấy quyết tâm là giải phóng Lai Châu, cho nên là phải đi từ Thanh Hóa lên là rất nhanh. Đi đến mức độ tức là dân công đi phục vụ lương thực với các thứ là không kịp. Đáng lẽ là đi lên thẳng lên Lai Châu, nhưng đằng này thì phải đi tắt qua một cái đèo lớn sang bên Mường Tùng, Mường Trà. Thế xong rồi đơn vị tôi như cái đại đội tôi ấy là đi truy kích là lên cái phía Mường Tè, Mường Nhé. Không thể tránh khỏi các hoạt động trinh sát tình báo của Pháp, những báo cáo về việc chuyển quân của Việt Minh về miền Thượng Du đã nhanh chóng xuất hiện trên bàn làm việc của tướng Nava. Một cuộc họp của Bộ Chỉ huy Quân đội Pháp ở Đông Dương
nhanh chóng được thực hiện và đi tới quyết định. Ngày 19 tháng 11 năm 1953, bầu trời Điện Biên Phủ bị khuấy động bởi âm thanh của những chiếc máy bay trinh sát. 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, chỉ trong vòng 5 phút, tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 và tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn dù số 1 của Pháp đổ bộ xuống lòng chảo Điện Biên Phủ. Chiều hôm ấy, tiểu đoàn dù số 1 có mặt ở Điện Biên Phủ. Trong ngày hôm sau, có thêm 3 tiểu đoàn dù khác được ném xuống. Như vậy, trong 3 ngày, 5.100 lính dù và 240 tấn thiết bị cùng với đó là một âm mưu mới đã được Nava ném xuống thung lũng Điện Biên Phủ. Tại Tây Bắc, các tiểu đoàn lính dù của quân đội Pháp đã lọt thỏm vào một vùng rừng núi rộng lớn, vốn là chiến trường mà quân đội nhân dân Việt Nam có nhiều lợi thế. Điều gì đã khiến cho tướng Nava thực hiện một cuộc phiêu lưu quân sự mới ở một vùng đất mà không nhiều thuận lợi đối với quân đội Pháp như vậy? Và quân đội của tướng Giáp sẽ phải đối mặt với những âm mưu mới nào và sẽ ứng phó ra sao? Xin mời theo dõi trong những tập tiếp theo.